Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nên nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999. Sản phẩm được bảo chính bởi SCT. Thanh Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân Home Shopping trên làn sóng 56.5, 18.11, 20.11, Galaxy 19 và Uno IP TV. Kính chúc quý vị nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và thật nhiều quà tặng trong ngày hôm nay. Và bây giờ Thanh Thúy đã trở lại và lợi hại hơn xưa không em? Hôm nay thì phải đợi cho khán giả xem như thế nào mới biết. Thanh Nhật cũng xin tái ngộ với khán giả và tái ngộ với chị Thúy trong chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân trong ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một ngày nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Chị đi Hawaii trong vòng 6 ngày. Em biết là chị có sự thay đổi gì không? Thấy thường người ta đi Hawaii, người ta phải tắm biển, người ta đen, em thấy chị vẫn trắng. Ồ vậy hả? Vẫn trắng hả? Vẫn trắng, vẫn hồng hào. Kem chống nắng nhiều lắm quý vị ơi, rất là nhiều kem chống nắng. Và Thanh Thuyết, điều gì phải không? Đồ ăn ở Hawaii đó em, ngon vô cùng. Đồ bên đó thì đa số là đồ Mỹ, đồ biển. Vậy là nấu ăn rất là hợp với khẩu vị của mình, với lại cái thời tiết nè và gió biển mình gọi từ đó nóng lắm và humid, tức nghĩa là nó độ ẩm nhiều quý vị, cho nên là dễ bị đổ mồ hôi. Quý vị ra rồi đổ mồ hôi liền và có nghĩa là Thanh Thúy á, chuẩn bị cho mình Hawaii là lần đầu tiên Thanh Thúy đến đó, là chuẩn bị cho mình luôn một cái áo lạnh dày cộm luôn. Bạn bè Thanh Thúy đã nói rồi, thôi bên đó đừng có mang cái gì hết, không mang một cái áo jacket mỏng thôi. Thanh Thúy không tin, Thanh Thúy mang một cái áo lạnh dày chà bá luôn. Tưởng đâu là lạnh phải không? Tưởng là lạnh, như là buổi tối cũng lạnh, mình ra không phóng biển thì mình cũng phải mặc áo gì cho lạnh. Mà tưởng tượng đi, Thanh Thúy mà mặc cái áo đó người ta tưởng Thanh Thúy bị khùng. Từ gì á, Thanh Thúy chạy buổi tối, Thanh Thúy đi ra ngoài biển đi dạo mà nó cũng nóng lắm em ơi. Mà ngay một buổi tối ngủ cũng nóng, 11, 12 giờ cũng nóng, nó humid, nó khó chịu lắm. Thì giống như Cali của mình á, vào mùa mà nóng nhất là tháng 8 thì trời nó nóng kinh khủng luôn, vào buổi tối nó cũng nóng, nó cũng hầm nữa. Chị em nghĩ là Hawaii cũng thế. Hawaii thì rất là nóng, nhưng mà cái là gió biển á, nó làm cho mình thấy khỏe. Và lại mình đi bộ nhiều, từ gì không có ai nỡ lòng nào mà thấy cảnh đẹp, đi bước một bước, bước một bước, bước hai bước là cảnh đẹp không à. Mà cho nên là mình không có thể nào mình đi xe mà xe chạy dù không nhìn hai bên, cho nên là quyết định mướn xe gắn máy chạy. Trời ơi, xong mười mấy năm trời qua bên Mỹ quý vị, bây giờ Thanh Thúy mới được lái xe gắn máy, trời vui vô cùng luôn. Và điều đặc biệt là Thanh Thúy ăn món ăn nào cũng ngon hết á, cá biển nè, nướng nè, phô mai rồi mướn, trời, món đồ béo không, đồ mập không mà em. Mà chị có một cách này, chị làm sao cho em chị giữ chị không có bị lên cân mà chị còn giảm cân nữa. Chị ăn kinh khủng luôn, đi ra là ăn hoài à. Mà còn ăn kem nữa, ăn cái kem của nó to đùng vậy vị, nhớ kem nó to đùng. Ngay cả trái bơ quý vị thấy là Thanh Thúy có bỏ lên Facebook, quý vị nghiên cứu trên Facebook có Thanh Thúy với trái bơ bằng cái mặt của Thanh Thúy. Một mình Thanh Thúy ăn nửa trái bơ luôn. Mở to như vậy vị, bằng cái là Thanh Thúy
ăn cho đã đi, rồi tối đó Thanh Thúy uống cái Octochoy thuốc giảm cân. À, là tự nhiên bây giờ nó thứ nhất là nó không có lên cân, Thanh Thúy thấy rõ ràng như vậy. Cho nên ngày nào quý vị đi cho bữa tiệc nào quý vị ha, quý vị ăn tiệc và thì lỡ mình ăn đai dẹp và vô mà thấy món ăn ngon quá cứ ăn luôn, chẳng sợ gì á. Rồi tối đó uống thuốc giảm cân hoặc là uống detox nó đỡ cho quý vị lắm. Thanh Thúy uống là bây giờ Thanh Thúy phải tiếp tục uống thuốc giảm cân liên tục luôn để mà mình không lên cân. Và cái cách đó là cái cách mà làm cho Thanh Thúy giữ được cái cân nặng của mình, giữ được cái không có bị mập. Từ gì quý vị biết không, là Thanh Thúy thuộc cái gen của gia đình dễ bị mập lắm. Nhìn cái người mẹ như thế nào thì biết là người con gái của mình sẽ bị mập, nên là khi là lấy vợ chọn vợ cũng phải nhìn mẹ nha em. Thường nhìn mẹ là biết con mập, nhưng mà biết mình biết cách giảm cân quý vị, cách giữ cân nặng của mình thì mình sẽ không có lo điều đó. Đúng rồi, mà lúc nãy chị nói là qua Hawaii thì nó vừa nóng mà nó lại vừa ẩm nữa. Mà đương nhiên qua tới Hawaii thì phải là đi tắm biển rồi. Đúng rồi, phải tắm biển, và tắm biển thì chúng ta phải dùng kem chống nắng. Đúng rồi. Kể chị nghe luôn là cuối tuần vừa rồi em cũng nghĩ rằng là trời Cali thì mình chắc không có nổi nào mà nó sẽ ăn nắng như là ở chỗ mấy chỗ khác. Tại ngay Utah của em cũng vậy, đi ra ngoài trời nắng cỡ nào nó cũng không ăn nhiều. Vừa rồi á, 10 giờ sáng đạp xe đạp dọc bờ biển Newport Beach. Đạp chỉ có khoảng 1 tiếng mấy đồng hồ, 2 tiếng mấy thì cái hôm đó rất là nóng. Xin lỗi quý vị, thì không có mặc áo lạnh và cũng không thêm thoa kem chống nắng nữa. Đi lái về một cái là cái da em trộn nó đỏ mà nó lột da luôn. Wow, vậy thôi chứ không được, em bị ung thư da đó. Khi mà về em nhìn, ôi trở là không được rồi. Tại vì nó đỏ hết hai cánh tay. Mà mình cũng không có nghĩ rằng nó sẽ ăn nắng đến nỗi như vậy. Không được, cái đó là quá hậu. Tại vì lái xe đạp lúc 9-10 giờ sáng nghĩ chắc không có sao, mà không nhận mà cái nắng nó gây gắt thiệt. Mà chị nói cái này, Thái Nhật phải chấp nhận sự thật. Thái Nhật lên cân. Đúng, như vậy, lên cân rất là nhiều. Phải uống Dr. Choi, em chị nói, em chị bảo đảm cho em, chị đã uống rồi. Trong vòng có một tuần lễ thôi mà Thanh Thúy giảm đến là coi là 6-7 pound. Và bây giờ Thanh Thúy có ngày bữa đi chơi, trong 5 ngày Thanh Thúy quên cái chai này, thấy buồn vô cùng luôn. Thế nhưng mà cái là về là uống liền, bởi vì đã giữ cân nặng cho mình. Từ giờ Thanh Thúy kinh nghiệm về với từ vấn đề dược thảo giảm cân lắm. Cái sản phẩm này lâu rồi, Thanh Thúy uống lâu rồi nên Thanh Thúy biết. Cho nên á, em phải uống là giùm cho chị. Trong vòng 4-5 tuần 12-20 pound, em muốn giảm 20 pound đúng không? Uống nha. Và quý vị phải thấy Thái Nhật trong vòng 4-5 tuần phải giảm giùm cho Thanh Thúy, phải giảm lên cân, lên hình mới đẹp em. Anh em nha, chị thấy em tăng cân rồi đó. Một phần là chắc thể là mình đi gym, mình tập càng ngày càng nặng thêm. Ăn nhiều. Thì khi mà nặng thêm thì nó sẽ tốn nhiều sức. Khi tốn nhiều sức là sẽ ăn nhiều. Ăn nhiều, cái đó không gặp được. Gặp cái gì cũng muốn ăn hết á. Mà khi mà mình đã không còn cái kiềm chế được cái sự ham muốn ăn nữa thì mình lên cân thôi. Đúng rồi, và cái điều với vị Thanh Thúy đi một cái buổi tiệc, buổi tối là tiệc nhảy đầm của Hawaii và gặp một cô MC. Cổ rất là đẹp, rất là quyến rũ. Và quý vị biết cái điệu nhảy của Hawaii là rất là quyến rũ, như lắc qua lắc lại đó mà. Tại gọi là múa bụng đó. Đúng rồi, múa bụng. Cái bụng nhỏ, eo nhỏ đẹp vô cùng. Mà Thanh Thúy đến ngồi gần, quý vị nói chuyện của người Philippines mới biết á, là cổ đến 68 tuổi. Hả? Mà trong cổ như 40 mấy tuổi thôi. Kêu bằng chị mà không, mà mình nói mình còn nghĩ là không biết là người này mình có bằng tuổi nhau không, hay là mình hớ mình kêu bằng chị. Mà cô ấy 68 tuổi vì, và điều quan là điều gì quý vị, làm sao cô trẻ, đó là cô giữ được cái vóc dáng, quý vị nên nhớ nha. Mập tăng cân sẽ làm cho quý vị trông già lên và nhìn cho nó sẽ không có đẹp, không có quyến rũ. Cố gắng giữ giảm cân dùm cho Thanh Thúy, giữ được cái vóc dáng. Và Thanh Thúy có hỏi làm sao chị được giữ vóc dáng này, chị có đưa cho Thanh Thúy coi cái hình ngày xưa của tròn lắm. Nhưng mà cứ tập thể dục hoài, ví dụ quý vị mập mà quý vị tập thể dục hoài vô, với lại quý vị giảm cân, ăn ít đi, thì nó cũng làm cho quý vị không có đủ cái tinh thần để quý vị quyết tâm quý vị giảm cân. Thì cho nên phải có sự hỗ trợ, chẳng hạn là hỗ trợ bằng thuốc giảm cân này, dược thảo giảm cân này, nó là hoàn toàn dược thảo. Cho nên quý vị không có cần phải lo, là để Thanh Thúy chỉ quý vị cách mà để là có giữ được cái vóc dáng đẹp và trẻ trung mới được nè. Là quý vị sử dụng cái này dùm cho Thanh Thúy, mình không có sử dụng suốt đời. Mình sử dụng cho cái thời gian để mình được cái cân nặng bao nhiêu quý vị muốn. Thanh Thúy muốn cái cân nặng của Thanh Thúy 110, em muốn cân nặng bao nhiêu? Em á hả? Em thì cỡ 150 được. Rồi 150. Thế là em ghi một cái mức cho mình, chỉ là 110. Và Thanh Thúy uống cái dược thảo giảm cân này để nó đúng 110. Rồi sau đó mình sẽ tập thể dục, mình sẽ ăn uống diet để mà nó nhích một cái là mình cách bị tìm cách liền, nhích một cái tìm cách liền. Thế còn mà quý vị mà 180 quý vị xuống 110, quý vị bắt mình diet chỗ lâu lắm, quý vị cần sự hỗ trợ trong cái thời đầu gian đầu thôi. Rồi sau đó quý vị giúp cho Thanh Thúy tập thể dục, uống nhiều nước và ăn diet.
Hiện giờ đó có rất là nhiều cái promotion, đặc biệt ngày hôm nay, Thanh Thiết trở lại cho quý vị thật là nhiều quà tặng. Nhưng trước tiên, đầu tiên là cho quý vị chơi game đầu tiên đi. Đầu tiên đây. Nha, bây giờ mở đường dây điện thoại, lâu quá thì có nhớ Thanh Thúy không à, và nhớ cái game không à? Dạ đó, rất nhớ chị Thúy. Ở cái chỗ là chị Thúy hay chơi game. Chị Hương Giang đâu xin chị lo bán hàng, chị quên chơi đúng game. Đúng rồi, bên chơi game, bên này là Thanh Thúy. Bây giờ quý vị nha, bắt đầu nhớ nha. Đọc cái câu đầu tiên, Thanh Thúy, đọc quý vị nhớ để quý vị trả lời giùm cho Thanh Thúy. Câu trả lời đầu tiên đó là: khi đi du lịch, bạn sẵn sàng cho người khác xài ké cái gì nếu họ quên mang theo? Ba câu trả lời, và câu trả lời ưu tiên sẽ là người thắng. Nhưng mà quý vị trả lời câu thứ hai, câu thứ ba mà giống trong đây thì chờ đợi người nào trả lời ưu tiên thì thắng. Còn không có người trả lời ưu tiên thì quý vị sẽ được quyền thắng. Và theo em thì khi mà em đi du lịch mà em thường cho bạn em xài ké cái gì? À, thường em cho bạn em xài ké là tiền. Tiền, ô, cái đó cũng hay. Cũng hay ha. Vì đôi khi tao để quên đúng tiền. Đúng rồi, cái đó thì được à. Bữa nào khi nào đi du lịch nhớ rủ chị nha. Nhưng là ít đi du lịch lắm. Rồi bây giờ quý vị có thể gọi cho Thanh Thúy 1, 2, 3. Thanh Thúy sẽ không bắt điện thoại bây giờ, quý vị gọi sớm quá không được nha. Vì gọi 1, 2, 3 cho Thanh Thúy qua số điện thoại là 1-888-680-6689. Khi đi du lịch, bạn sẵn sàng cho người khác xài ké cái gì nếu bạn quên mang theo? Thanh Thúy xin chào, điện thoại đầu tiên à? Dạ, anh nghĩ là đồ dùng cá nhân đó chị. Đồ dùng cá nhân mà cái nào là chị phải rõ ràng ra một cái nha. Ví dụ như... không, một thứ thôi. Là cái gì chị? Là em nghĩ là ví dụ như đồ cạo râu. Rồi, đồ cạo râu thôi, chị không có nói nhiều cái nha chị, một cái đồ cạo râu đúng không à? Dạ. Rồi, không có trong đáp án nha chị. Hello, thấy chị xin nghe đây ạ. Dạ, chị đoán là gì ạ? Là gì ạ? Em không nghe rõ. Cái chị gọi là? Dạ, chắc gọi lại cái đường dây có vài cục cặp. Thanh Thúy xin chào điện thoại kế tiếp, quý vị nói lớn giùm cho Thanh Thúy nha quý vị nha. Xin chào điện thoại đầu tiên à. Chạy kem đánh răng à? Kem đánh răng đúng rồi, cho trong đây nhưng mà không phải là câu trả lời ưu tiên nha anh. Thì em sẽ ghi số điện thoại của anh, 4 số cuối của anh là số mấy à? 4 số cuối là số mấy vậy anh? 4 số cuối là anh số mấy à? 4, 8, 7, 9. Anh trả lời đúng trong 3 cái đáp án nhưng mà không phải là câu cái trả lời đáp án ưu tiên nha. Anh chờ nha. Rồi, xin nghe đây ạ. Chào. Hello, Thanh Nhi xin nghe đây. Dạ chào. Bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng không thì cả. Không có theo cái đáp án nha, cũng rồi. Có lý nhưng dạ, mà không, là không có đáp án. Dạ. Hello, Thanh Thúy xin chào ạ. À. Ôi, bàn chải đánh răng đó có mượn được em. Đôi khi em cũng cho mượn đó. Trời, chị cho mượn. Là cái gì chị? Thì kem chống nắng. Kem chống nắng. Dạ đúng rồi, nhưng mà không có trong đây nha chị. Thanh Thúy cũng thường cho mượn kem chống nắng nhưng mà không có trong đây nha. Hello, Thanh Thúy xin nghe đây ạ. À. Bạn chạy đánh răng, dạ bạn không, chạy đánh không, không số đúng. Số nhiều người cho mượn đó, bạn chạy đánh răng quá vậy. Em không có cho mượn bạn chạy đánh răng đâu. Chị nên nhớ người Việt mình là tương thân tương ái mà. Vợ mẹ ơi, rồi em không cho mượn bạn chạy đánh răng nữa. Quý vị có cho mượn bạn chạy đánh răng, quý vị hay thiệt luôn. Xin chào điện thoại kế tiếp à. Hello, xin chào điện thoại kế tiếp à. Chị mở đường dây. Hello, xin chào điện thoại kế tiếp à. Hello, xin chào điện thoại kế tiếp. Nghe Thúy nói không à? Em mở đây. Dạ rồi. Quý vị tiếp tục gọi đoán xem là cái câu trả lời đó là như dạ, thế nào nha. Thanh Thúy xin chào ạ. À. Thanh Thúy xin nghe hả? Cái dù. Dạ, cái dù cũng có lý rồi, che chung chứ không cho mượn. À. Rồi cái đó đúng cô, nhưng mà không có trong đáp án nha cô nha. Hello, Thanh Thúy xin nghe đây ạ. À. Hello. Hello, Thanh Thúy xin nghe đây. Cái máy xay tóc máy cũng xay... có lý nhưng mà không theo đáp án chương trình nha. Rồi bây giờ mình chỉ còn hai điện thoại, bắt hai điện thoại cuối cùng thôi nha. Rồi điện thoại kế tiếp, Thanh Thúy xin nghe. Dạ là cái gì hả cô? Dây nắp kinh hả? Dây nắp kinh, dạ đúng rồi, mình cho xài ké, mình cho đâu phải xài ké mình nữa, cho luôn, không được cho luôn. Nhưng mà không có nha, câu không đúng nha cô, điện thoại cuối cùng. Hello, Thanh Thúy xin nghe đây ạ. Là gì ạ? Khăn tắm, ồ có người xài chung khăn tắm. Dạ, em không biết có lý hay không nhưng mà em không có cho xài chung khăn tắm. Bàn chải và xài chung khăn tắm là chuyện nhỏ em ơi. Không theo đáp án nha chị. Rồi, không cảm đáp ơn án chị. Thôi mình hết rồi. Hết rồi. Bây giờ cái người câu trả lời đúng nhất
đó là cái sạc đồ sạc điện thoại, đúng rồi, đúng rồi, với lại là thuốc, cái biểu thuốc để uống như thuốc nhức đầu này gì đó, hoặc là kem đánh răng, không phải bàn chải đánh răng, kem đánh răng. Kem đánh răng thì lúc nãy cũng có một cái cô chạy đúng là 4879 thì chú đã là người chiến thắng trong cái game đầu tiên nha. Mình còn hai cái game nữa quý vị, cho nên quý vị đừng có lo, còn hai game nữa. Nhưng mà quý vị thích là chơi game của Thanh Thúy hay không mà, và muốn là cái game này kéo dài nhiều và muốn chương trình mình càng vui hơn, quý vị ủng hộ Thanh Thúy với những cái sản phẩm thật là promotion đặc biệt ngày hôm nay nha. Và bây giờ thì bây giờ quý vị đừng gọi, quý vị gọi và quý vị order đó. Bây giờ Thanh Thúy xin nói cái promotion đặc biệt đầu tiên là phải nói rồi, muốn trẻ đẹp là phải có vóc dáng đẹp. Và hôm nay mà Thanh Thúy thấy cái promotion đặc biệt ngày hôm nay á, là quý vị được mua hai cái sản phẩm mà hỗ trợ cho quý vị tối đa về vấn đề vóc dáng và da mặt luôn. Cái đó là gì ạ? Nghĩa là cái thuốc giảm cân, dược thảo giảm cân quý vị. Dược thảo giảm cân này quý vị không có lo, từ nó từ dược thảo thôi, nó không có tác dụng phụ. Như từ là từ xoài phi châu nè, từ dứa nè, từ bưởi nè, từ mâm xôi nè, từ rong biển nè, từ quả Việt Quất nữa, tất cả đều là dược thảo, cho nên quý vị đừng lo. Và hôm nay chúng tôi sẽ mua cho quý vị, bình thường mua hai chai phải không, hôm nay chỉ cần mua một chai mà thôi, một chai thôi, việc chỉ có 75 đồng thôi, để hỗ trợ quý vị tối đa. Thì tặng cho quý vị luôn cái detox 30 viên. Detox 30 viên là 35 đồng cho quý vị nha. Dạ, bác Lý ơi, con chào bác Lý. Con mời bác Lý có bài lời. Nghe bác Lý. Bác ngồi nó con, bác uống nước nhiều, bác mặc thể dục mà bác cũng nhức mỏi được chứ lắm, mà sáng giờ con cho bác không có nhức mỏi gì trời. Bác nghe nè, bà con nghe này đi, rồi con uống thuốc rồi, Thanh Thúy cái miệng nó cười, cái bà giọng nói giảm con đi có mấy ngày nghe mà Hương Giang rất là hay, Minh Nhật rất là giỏi, bây giờ Minh Nhật giỏi lắm thôi. Cảm ơn, cảm ơn bác. Tuy nhiên đủ rồi cho bà con vô, bác ở đây Hà Quai mười mấy năm về trước, con không sợ núi lửa không, sao mà con dám đây. Hà Quai không sợ núi lửa, thầy dám đi. Thì con chứ bác tôi mười mấy năm về trước đã đi Hà Quai rồi. Oh, wow. Và thay trước này chúc tất cả bà con mình ủng hộ đài và ủng hộ mấy đứa nhỏ rất là giỏi, rất là dễ thương. Bác Hà Chi là bà thân trường chúng con. Dạ, cảm ơn bác Lý nhiều lắm luôn. Đã lúc nào cũng thương chương trình. Dạ, con cảm ơn bác Lý nhiều. Và quý vị ơi, Thanh Thúy muốn quý vị thương Thanh Thúy và thương chương trình nhiều hơn nữa như bác Lý nha. Và hôm nay quý vị nếu nào đang có muốn lo, muốn có một cái bóc dáng đẹp, quý vị sử dụng dược thảo giảm cân, không cần mua hai chai, quý vị mua một chai thôi là quý vị được tặng luôn một cái detox trị giá đến 35 đồng, 30 viên, không phải 7 viên đâu, không phải sample mà viên một chai full luôn. Detox giúp cho quý vị gì? Đẩy ra những cái độc tố để vị bụng quý vị dẹp lép luôn. Quý vị chỉ cần sử dụng là cái bụng nó nhỏ lại, và những cái độc tố trong cơ thể nó còn làm cho quý vị có làn da đẹp nữa. Tại vì những cái độc tố trong cơ thể giữ làm da quý vị dễ bị nám, bị sạm nữa nè. Cho nên việc sử dụng detox nó giúp cho quý vị về giảm cân tuyệt đối, nên chúng tôi tặng cho quý vị vừa một cái dược thảo giảm cân 75 đồng thôi mà được tặng 35 đồng, coi như quý vị mua chai này có 35 đồng mà thôi, có 30 đồng, 40 đồng phải không em? Thì cho nên á, là quý vị gọi nhanh lên dùm cho Thanh Thúy để mà có promotion đặc biệt. Và ngày hôm nay gọi vào chia sẻ còn được tặng hai cái set đông trùng hạ thảo nước nữa, hai set đông trùng hạ thảo nước, và 10 người đầu tiên được tặng sữa dê luôn nhớ quý vị nha. 10 dạ, người đầu tiên người đầu được tiên tặng được sữa dê luôn dạ. À, và chia sẻ được tặng hai set đông trùng hạ thảo nước. Gọi cho Thanh Thúy và Thái Nhật qua số điện thoại là 1888-680-6689 và nhìn có promotion khác nữa, xin mời đúng Thái rồi. Nhật. Hôm nay khán giả nào yêu thích về sản phẩm đông trùng hạ thảo theo công nghệ nano thì quý vị có thể mua cái loại mà 90 viên, thì hôm nay chúng ta có promotion là mua một sẽ được tặng một cái hũ 30 viên, một cái hũ nghệ và cũng như là một cái hộp thuốc bổ nho từ GS Life với dược sĩ Thu Thảo. Và bây giờ Thái Nhật xin bắt đường dây đầu tiên, xin chào số phone 714 ạ. Hello. Dạ chào cô. Cô chào Thái Nhật. Dạ. Cái giảm cân có một chai màu hồng đó, mang dạ. Một chai vậy cô mới coi cái dạ, đốc, dạ Dr. Choice này á là 75 đồng thì gồm có 40 viên nha cô. Vậy hả? Hôm nay cô mua một á sẽ được tặng cái detox thanh lọc cơ thể 30 viên. Rồi nếu mà cô mua 2 á thì sẽ được tặng một, hoặc là cô sẽ lấy là mua 2 được tặng một cái rau củ quả, nó rất là tốt cho mình, và cũng như là một cái detox 30 viên nữa.
Hôm nay cô được cô để chờ một chút xíu cô gọi lại nha. Dạ. Cô hỏi nha em mà cô gọi lại nha. Dạ ok cô tranh thủ gọi vào trong giờ nha, tại vì qua giờ này tôi không còn cái promotion đó. Cảm ơn cô. Dạ quý vị đừng bỏ qua, tại vì nếu hôm nay quý vị mua có một chai detox thôi, quý vị rút quá nhiều quà. Thứ nhất là quý vị lấy được vốn mà còn nhiều hơn cái vốn nữa, có 75 đồng thôi. Quý vị được tặng thứ nhất là được cái detox là 35 đồng rồi, được tặng sữa dê gần đến 15 đồng. Rồi được tặng hai cái set đông trùng hạ thảo nước nữa. Quá nhiều đúng không ạ? Chia sẻ cho chúng tôi. Cho nên là hôm nay là ngày mà Thanh Thúy muốn gửi tặng cho quý vị cái sử dụng cái detox này hoặc là cái dược thảo giảm cân này, quý vị sẽ an tâm lắm. Từ vì nó không có tác dụng phụ, không làm quý vị nhức đầu, không làm quý vị tim đập nhanh, nó chẳng làm gì cả. Từ vì nó toàn bộ là toàn dược thảo cho quý vị thôi. Và hôm nay ai đã yêu mến đông trùng hạ thảo nano theo công nghệ nano 90 viên của công ty US Nutrilab, quý vị sẽ có cái promotion hết là đặc biệt quý vị, đó là tặng cho quý vị thêm một chai 30 viên nữa trị giá là 75 đồng và được tặng một chai nghệ trị giá là 35 đồng và được tặng một hộp thuốc bổ nho luôn vị là 119 đồng một set luôn, là 30 gói trong đó, uống rất là ngon và giúp cho quý vị về hệ miễn dịch nè, sức đề kháng nè, giúp cho quý vị giảm tiểu đêm và tốt cho thận, cho phổi, và đặc biệt là quý vị sẽ có một cái làn da đẹp. Còn hai vợ chồng thì nó tăng cường sinh lý, có một cái đời sống về vợ chồng mà hạnh phúc hơn nhiều ạ. Cho nên hôm nay quý vị mua được tặng một cái chai 30 viên, được tặng thêm một chai nghệ và một set thuốc bổ nho của công ty GS Life luôn cho quý vị. Và gọi vô cũng vậy, quý vị sẽ được tặng luôn một cái hộp sữa dê và hai set đông trùng hạ thảo nước. Đúng. Nhưng mà hôm nay đặc biệt cho quý vị luôn, quý vị nào đã yêu mến, thích là mình đem đồ ăn trưa đúng không, đi ăn đi làm, mình đi công việc nhiều, thì Thanh Thúy sẽ tặng này riêng cho 10 người thôi. 10 người đầu tiên mua đông trùng hạ thảo nano, cho 10 người đầu tiên ngoài sữa dê và hai set đông trùng hạ thảo nước, Thanh Thúy sẽ tặng cho quý vị một cái cảm ơn mà giữ nhiệt, giữ đồ ăn, giữ nóng, quý vị đổ đồ lạnh vô, quý vị giữ cả ngày lạnh, quý vị giữ đồ nóng vô, canh súp gì để nóng phải không, quý vị sẽ giữ nóng cả ngày luôn. Rất là tốt cho quý vị nào đi làm mà hiểu gì à, không phải là nói là đồ tặng là đồ rẻ tiền đối với vị không, chúng tôi tặng quà tặng là đồ đắt tiền không à, đó là hiệu con voi của Nhật Bản. Wow. Đó quý vị, chúng tôi tặng cho 10 người đầu tiên thì mua đông trùng hạ thảo nano ngày hôm nay đặc biệt, quý vị nào bữa giờ đang trông chờ đúng không à, vừa tặng một chai 30 viên, vừa tặng một cái chai nghệ, vừa tặng một cái set thuốc bổ nho và sữa dê, hai set đông trùng hạ thảo nước, gọi và chia sẻ. Và còn được tặng 10 người đầu tiên thôi, chỉ có 10 người đầu tiên được cái cảm ơn. 9 người thôi, 9 người thôi, tại em đó là người rồi. Ôi em lấy rồi hả? Em lấy cái nữa. Em lấy cái cảm ơn đúng không? Rồi, vậy 9 người đầu tiên. 10 người đầu tiên được cái cảm ơn quý vị, cảm ơn hiệu công thôi. Thì em mới xin thôi. Rồi, 10 được để mà quý vị mang đi ăn trưa mà không có cần là phải lo. Điều gì rất là dễ thương, nó để em giữ nóng, giữ lạnh được cho quý vị luôn. Cho nên là quý vị đừng bỏ lỡ cái cơ hội ngày hôm nay và gọi cho Thanh Thúy và Thái Nhật ngay bây giờ qua số điện thoại là 1888-680-6689 để chúng ta có được cái promotion đặc biệt trong ngày hôm nay. Quý vị nào yêu thích mà chúng ta đi làm mà có cái gầu mên bé bé xinh xinh mà đi làm đó, quý vị có thể gọi vào order cái sản phẩm đông trùng hạ thảo nano. Còn với sản phẩm Sum Anytime thì khán giả hôm nay mua sản phẩm Sum Anytime này, quý vị nào mà mua một sẽ được tặng một cái hũ đông trùng hạ thảo nano 30 viên trị giá 75 đồng. Còn nếu khán giả mà mua hai hộp như thế này thì quý vị sẽ được tặng, mua hai sẽ được tặng cái đông trùng hạ thảo nano 30 viên, rồi còn được tặng thêm một hộp thuốc bổ nho, rồi được tặng thêm một cái hũ nghệ nữa, rất là tốt và rất là có giá trị trong chương trình. Đặc biệt là cái sản phẩm thuốc bổ nho khán giả yêu thích trong thời gian qua thì hôm nay chúng tôi tặng cho quý vị khi quý vị mua những sản phẩm này. Thì chị Thanh Thúy cũng sử dụng cái thuốc bổ nho, chị chia sẻ cho khán giả thêm về sản phẩm này được không? Sản phẩm này không chỉ giúp cho quý vị về mắt này, về da nè, mà còn giúp cho quý vị về trí não nữa, giúp cho trí não rất là tốt, giúp cho bộ nhớ của mình giữ nhớ lâu hơn nữa. Mình được tặng một cái hộp thuốc bổ nho như vậy là 119 đồng nhớ vị nha, trị giá là 119 đồng. Nhưng mà hôm nay nếu vị nào đã sử dụng đông trùng hạ thảo nano rồi, gọi vào chia sẻ cho Thanh Thúy và order ngày hôm nay có nhiều quà tặng nữa. Còn Sum Anytime thì khỏi phải nói, gồm có sum viên nè, sum nước nè, Sum Anytime và cũng như là cao cốt sum. Nhiều cô đã gọi cho cô Thanh Thúy là nói chia sẻ, mà Thanh Thúy nghĩ là Thái Nhật cũng đang nghe, rất là có cô chú đến đây đã nói là cô ngủ không được mà cô sử dụng sum mỗi ngày, con ơi cô ngủ được và cô khỏe lắm. Cho nên là quý vị yên tâm,
quý vị mệt mỏi đừng lo nữa. Bây giờ không nghĩ là mình phải lớn tuổi là mình phải mệt và mình phải sức khỏe mình yếu. Không có cần phải lo, từ đã có sự hỗ trợ của Sâm rồi quý vị. Quý vị chỉ cần an hưởng tuổi già, đi chơi đánh bài hoặc là đi shopping, đi du lịch cùng con cái quý vị. Tuổi già chắc chắn là sẽ có bệnh, mà bệnh vặt nó tới rất là nhiều. Nhưng đừng lo, nó cũng sẽ giúp cho quý vị, nó sẽ giảm cho quý vị, nó hạn chế rất là nhiều. Nếu quý vị biết cách mà chăm sóc cái hệ miễn dịch sức đề kháng quý vị càng nhiều thì quý vị sẽ không lo. Thanh Thúy là sử dụng Sâm Anytime, đi chơi rất là khỏe và nói mỗi ngày không nghỉ một ngày nào trừ khi nào đi chơi thôi, đi vacation vào tuần vừa qua. Thế còn bình thường Thanh Thúy không có nghỉ ngày nào, Thanh Thúy làm việc rất là hăng say. Sâm Anytime này tốt, rất là tốt. Và cái nồi nữa, Thanh Thúy thích cái quà là cái nồi mà kho chiên đồ ăn không cần dầu mỡ. Quý vị sử dụng là quý vị ghiền luôn. Thì mua hai hộp Sâm Anytime này là 250, tặng cho quý vị luôn một cái nồi chiên không cần dầu mỡ cho quý vị luôn. Và gọi vào chia sẻ. Hello, Thanh Thúy xin chào 949 à. Hello. Hello, chào Thanh Thúy. Dạ, em chào chị. Thanh Thúy là chị kêu bị yêu không? Chị Cathy đúng không à? Có phải chị Cathy không? À đúng rồi, Thanh Thúy đi chơi vui đúng không? Dạ, em đi chơi vui lắm chị ơi, vui nhưng mà mệt. Từ gì đó nóng quá chị, bên đó nóng quá. Đó Hawaii hả Thanh Thúy? Dạ Hawaii đúng rồi chị, đi coi núi lửa, canh núi lửa hoài mà nó không có, không thấy. Nó cấm hết đường rồi. Thanh Thúy, bên đây Thanh Thúy cho chị order một phần đông trùng nano đó Thanh Thúy. Dạ, em nghe chị Cathy biết là có bán sao trà Sâm hả chị? Trà Sâm mua 2 tặng 1 cho chị, mà em có tặng quà thêm cho chị. Nhưng mà để đầu tiên em tặng cho chị Đông Trùng Hạ Thảo trước đi. Ngày hôm nay là chị gọi đúng luôn á, là có promotion đặc biệt. Em cho chị một cái chai Đông Trùng Hạ Thảo 30 viên đầu tiên nè. Rồi tặng nghệ nè. Rồi tặng cho chị viên một cái set thuốc bổ nho luôn. Rồi tặng cho chị cái cảm ơn. 10 người đầu tiên được tặng cái cảm ơn nữa nha. Cảm ơn. Có cảm ơn ở đây hôm qua cho em xin cái cảm ơn mà hiệu con voi đó. Dạ, cái cảm ơn mình giữ nóng lạnh đó chị, được tặng cho chị 10 cái đó đầu tiên cho chị nha, cảm ơn. Rồi cái đó là chị bỏ súp vô, chị nấu canh súp, chị để nóng cỡ nào hoặc chị mang đi công ty để mà nó giữ nóng cho chị, hoặc chị để đồ lạnh cũng được, cũng giữ nóng cho chị, không có lo là nó bị nguội đi. Và bây giờ chị chia sẻ cho em đi, chị đã sử dụng tốt như thế nào, em có quà thêm cho chị 3 món quà nữa. Chị vừa đem được quả thảo thì tối rồi chúng được đó, thì là trong người mình nó khỏe lắm, mình làm việc cả ngày nó cũng khỏe lắm, nó không mệt nữa. Rồi buổi tối thì mình cũng ngủ ngon giấc đấy Thanh Thúy. Nhưng mà thôi chị có, chị khỏi tặng cho chị trong trùng hạ thảo nước, tại chị còn tới 4 hộp rồi. Chị còn tới nhà tới 4 hộp rồi, mà thôi chị ra chị không cần trong trùng hạ thảo nước nữa. Cho chị đi cái NV khỏi lấy trong trùng hạ thảo nước. Chị không lấy em trong trùng hạ thảo nước, lấy NV được không? Lấy kẹo Sâm nha chị, cho em tặng cho chị kẹo Sâm nha. Nếu không lấy đông trùng hạ thảo nước rồi sữa dê kẹo Sâm. Rồi đây là chị, đây là cái cảm ơn nè chị. Nhưng mà chị cho em biết là chị đã sử dụng đông trùng hạ thảo nano trước đây chị ngủ được không, mà bây giờ chị sử dụng chị ngủ được à? Chị ngủ được tốt á. Thanh Thúy, cho chị hai dư chưa để ngồi, chị quên đó, cho chị hai phần trà Sâm nha em. Hai trà Sâm đúng rồi, rồi hai trà Sâm, được tặng một trà Sâm nha chị. Tặng một trà Sâm. Rồi, em cảm ơn chị nhiều à. Em chào chị. Biết rồi chị ơi, chị chia sẻ trà Sâm luôn đi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ. Rồi. Thì chị vắng nhà thì phải coi nhà. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Và thưa quý vị, đây là cái hộp cảm ơn đấy vị ơi. Nè, Thanh Thúy là thấy nghĩ là em thấy ông thích ông dễ thương không? Hiểu con voi á vị. Quá dễ thương. Hiểu. Bé xinh xinh. Yeah. Mà khán giả nào mà thường hay uống súp nè quý vị, hoặc có thể là quý vị thường hay ăn cháo nè, đúng rồi quý vị, mà để trong cái này là hết sảy luôn, đúng rồi, tại vì vừa đủ, đúng rồi, mà không có lo bị nguội, cháo ăn nóng nó mới ngon. Cái này nhìn nó vậy mà tô đầy vậy, em tô to lắm á, tô phở chu lực SL á, wow, nhìn lớn lắm. Cái này quý vị nấu phở nấu cháo mang về ông cho ông xã nha quý vị nha. Đem cho ông xã ăn. Alo Thanh Thúy xin chào 772 à. Hello xin chào 772 à. Dạ em chào chị. Dạ, chào chị. Thuốc giảm cân rồi, hôm nay chị mua mấy phần à? Một thôi, rồi giảm cân nha. Giảm cân em tặng cho chị cái detox luôn nha. Tặng cho chị cái detox rồi chị. Rồi chị muốn chia sẻ không để có thêm quà không?
mua quá trời luôn, mua mấy giờ không ăn, không có rồi, 565 đồng rồi. Chị ơi, cho em hỏi là chị đã sử dụng thuốc giảm cân chưa? Chị đã sử dụng thuốc giảm cân của Dr. Joy chưa? Chị sẽ sử dụng detox của dược sĩ Thu Thảo chưa? Có rồi. Rồi, vậy chị có chia sẻ cái detox của dược sĩ Thu Thảo giùm em được không ạ? Thì những việc mình uống vô thì hẳn cũng nó đầy ra đó. Dạ. Nghĩa là... Sử dụng rồi. Có thì thuộc mới giảm cân này chưa? Dạ, bây giờ chị thấy là trước đây cái bụng của chị to mà chị detox xong chị thấy cái bụng nó dẹp lại liền không à? Nó xẹp lại liền không? Nó đỡ hơn rất là nhiều phải không chị? Nó thấy nhẹ người hẳn đâu phải không à? Rồi em cảm ơn chị, em tặng cho chị hai set đông trùng hạ thảo nước nha. Có nhiều phải không? Vậy cô muốn lấy trà kẹo xăm, cô lấy kẹo xăm nha. Rồi. Rồi con chào tặng cô kẹo xăm. Không, NV không được cô ơi, con tặng cho cô kẹo xăm được à. NV giờ tụi con không còn hàng để tặng. Không. Cô ơi, bây giờ tụi con không còn hàng của NV để tặng nữa, con tặng cho cô một hộp kẹo xăm mà bữa giờ khán giả và con rất là thích đó cô ơi. Nha cô nha. Để dành ăn đi cô, bữa nào hết bây giờ đó, bữa giờ người ta mua quá trời gần hết rồi đó. Cho nên để dành đi, sau này bà con mới là chờ kẹo xăm gọi hoài kìa chờ. Một ngày một viên giùm con trước buổi sáng, trước khi ăn sáng. Mỗi ngày một viên thôi. Dạ đúng rồi. Dạ uống một ngày một viên, còn detox uống buổi tối nha cô. Uống buổi tối trước khi đi ngủ. À, cô nghĩ là cô uống chung cũng được cô, uống một thuốc giảm cân buổi sáng và detox uống buổi tối. Nha cô nha. Dạ một ngày một viên buổi là cái thuốc giảm cân, dược thảo giảm cân buổi sáng trước khi ăn sáng, còn detox là cô uống buổi tối giùm cho con. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi nè cô à. Và nhớ là uống thật là nhiều nước giùm cho con giùm nha. Nha con nha. Cô thì uống nhiều nước, tại vì cô có cái máy nước mà nghe ố con rồi cô cũng uống nhiều lắm á. Ồ, dạ cái máy nước của công ty canh gần, dạ quá có tốt, cô sử dụng ở đó đi. Dạ. Mày cái sinh đó, mày dạ. Này đó, dạ. Uống 6-7 năm như đó. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều, con chào cô. Và thưa quý vị, bây giờ mình cái vùng ô sinh thành thứ nhất nhắc lại nha, là quý vị có cao cốt xăm, mua một, quý vị được tặng. À, một cao cốt xăm quý vị có thể tặng một cái nồi không cần dầu mỡ, hoặc là quý vị có thể lấy cái quà khác như là một cái chai đông trùng hạ thảo 30 viên, một cái hộp thuốc bổ nho hoặc là nghệ, và nếu mua hai xăm anytime hoặc là hai xăm viên hoặc là hai xăm nước, quý vị cũng được tặng cái nồi luôn. Và đông trùng hạ thảo nano được tặng đến một cái chai đông trùng hạ thảo nano 30 viên, nghệ và một set thuốc bổ nho. Xin chào 801 và Thanh Thúy xin nghe. Hello, dạ hai chị. Dạ em chào chị. Em hỏi chỗ chị là bán cái bằng cái gì đó ạ? Dạ thuốc dược thảo giảm cân của Dr. Choi chị à. Ok, cái đó chị bán sao một hộp hay là... Cái này là 75 đồng một hộp cho chị. Nó bảo đảm cho mình là 12 đến 20 pound trong vòng 4 đến 6 tuần. Mà hoàn toàn là từ dược thảo thôi. Ngày hôm nay chị mua chị được tặng thêm cái detox luôn. À, 70 mấy chị lấy 70 mấy? 75 đồng. 75 đồng một hộp uống bao nhiêu ngày? Cái đó là, nó là 40 viên, chị uống được 40 ngày à. Dạ. Ok. Dạ. Chị uống 40 ngày là đủ rồi chị, đủ rồi nha, không có cần đâu. Chị là chị uống 4 đến 5 tuần đủ rồi. Là chị muốn cân nặng của chị bao nhiêu thì nó sẽ chị phải coi cái kế hoạch của mình, cái kế hoạch chị muốn là giảm bao nhiêu pound. Rồi chị bắt đầu chị cố gắng và từ đó chị không uống nữa. Bắt đầu chị tập thể dục, chị uống nước và ăn điều đặn giùm cho Thanh Thúy nha. Nha chị nha. Dạ. Chị uống trong vòng 40 ngày xong đó mình không uống nữa. Không uống nữa. Tập thể dục, uống nước nhiều. Uống nước nhiều. Điều đặn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị coi cái cô cân nặng. Cái đó là chị đặn cái gì? Cái detox là cái thanh lọc cơ thể để chị thanh lọc bất cứ cái những cái đồ béo, đồ không tốt trong cơ thể của chị ra để cho chị có sức khỏe tốt. Nha chị. Rồi. Chị lấy cái này nha. Chị có lấy cái này không? Chị có lấy cái này không chị? Hello? Thanh Thúy xin chào 469, Thanh Thúy xin nghe. Thanh Thúy xin chào 469 à. Hello. Dạ, có chào cô à. Hello. Dạ, có chào cô nghe con không à. Cô gọi vô Thanh Thúy, cô đang nghe đài của nó nè, sao cô gọi nó không có bắt phone. Con đang nghe là cô ơi, Thanh Thúy nó đó, nó đang bắt phone của cô đó. Nó đang bắt cái phone đó cô à. Dạ hả? Dạ.
Cô muốn order cái gì? Bán cho cô một chai thuốc giảm cân của Dr. gì đó. Dr. Choi nha cô nha. Dr. Choi là sự lựa chọn của các bác sĩ nha cô. Đó là tên của, không phải là của Dr. Choi hay là của bác sĩ nào. Nó là Dr. Choi, là sự lựa chọn của các bác sĩ. Rồi, con ghi cho cô đây. Là giảm cân, cô được tặng nguyên cái detox là thanh lọc cơ thể nha. Là full luôn, không phải là tặng sample luôn, mà tặng nguyên một chai full luôn nha cô nha. Rồi, cô chia sẻ đi. Cô bán cho cô đông trùng hạ thảo nano nữa. Rồi, đông trùng hạ thảo nano ngày hôm nay cô được tặng là 30 viên. Rồi, cô được tặng nghệ một set thuốc bổ nho. Chưa hết, cô được tặng thêm sữa dê. Rồi được tặng. Cô ở xa quá, cô không lấy sữa dê Thanh Thi. Envy tặng cho cô cái Envy. Rồi kẹo sâm luôn, được tặng cho cô cái kẹo sâm. Rồi, kẹo sâm với lại cô lấy cái cảm ơn không? Cô không lấy thì con lấy á. Cái cảm ơn hiệu con voi, cái này là cô mang cháo. Rồi lấy nha. Rồi, cái đó luôn, cô là 10 người đầu tiên. Rồi con rồi, cảm ơn cô nhiều. Dạ đúng rồi, lát bên con sẽ gọi lại cho cô. Con cảm ơn cô nhiều, con chào cô. Thanh Thi xin chào 425 à, Thanh Thi xin nghe. Hello, Thanh Thi xin nghe. Hello, chương trình Thanh Bà Tiểu Thông. Tôi muốn order thuốc giảm cân nó mua 2 thì có những cái promotion gì không cô? Dạ, nếu anh mua 2 thì anh được tặng thêm một bịch rau củ quả luôn và được tặng một cái chai full chai luôn á, là detox một chai như vậy là 35 đồng luôn. Nghĩa anh được tặng bịch rau củ quả nữa và được tặng thêm một cái hộp detox thôi anh nha. Nếu anh mua 2. Đúng rồi. Dạ, còn nếu anh mua 1 thì anh được tặng một cái detox. Còn mua 2 thì được tặng một bịch rau củ quả để giúp cho cơ thể của mình là da mặt mình đẹp nữa, giúp giảm cân nữa. Và được tặng cái detox thanh lọc, đẩy những cái đồ độc hại cho cơ thể ra ngoài đó anh. Dạ, vậy anh lấy cái này nha. Em tặng quà thêm cho anh chia sẻ đi. Em tặng quà cho anh thêm. Tôi có uống cái loại đông trùng hạ thảo nano đó, tôi uống cơ nó khỏe, đi làm rồi nó bớt mệt. Dạ, vậy bớt mệt, nhưng mà anh thấy là bớt nhiều lắm không anh? Bớt nhiều chứ. Bớt nhiều lắm hả? Nó làm từ sáng tới chiều, nhưng mà mình thấy vẫn còn khỏe, như là mình phải làm việc đó nữa, nó công việc nó chính xác hơn. Dạ. Nó không có mệt mỏi. Và yeah. Tốt quá anh ơi, hôm nay có promotion đặc biệt cho đông trùng hạ thảo nano, anh có muốn lấy không? Hôm nay có quà đặc biệt. Ở nhà còn. Dạ không sao. Rồi bây giờ em tặng quà cho anh, muốn lấy kẹo sâm hay là anh muốn lấy 2 set đông trùng hạ thảo nước? Xa quá thành nữ gia, lấy kẹo sâm đi. Kẹo sâm rồi, ok, em chia sẻ tặng anh kẹo sâm. Cảm ơn anh rất là nhiều đã ủng hộ cho chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân nha. Dạ cảm ơn. Rồi em cảm ơn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình hôm nay với cái game show thứ hai ha. Game show thứ hai, nhưng mà Thanh Thúy nói với vị nghe cái trước tiên cái cảm ơn này với vị tiện lợi lắm. Thanh Thúy bệnh, người yêu bệnh hay là ai bệnh cũng vậy, ba mẹ mình bệnh ha, mà chỉ cần á mình mang cái này cho Hạnh thôi, cho chị thôi, là ăn cháo với vị, nấu cháo thịt á, thịt bằm á, là đem đi theo là mở ra nóng hổi, vừa ăn vừa thổi mà vừa nhớ người yêu nữa. Thanh Thúy xin chào 626 à. Hello, xin chào 626. Thanh Thúy, cho cô hỏi, cô muốn mua cái thuốc giảm cân của Dr. Joy đó. Dạ. Nhưng mà cô không có muốn lấy cái detox. Rồi cô cũng mua hàng nhiều lắm mà cô không có, cô muốn chia sẻ mà cô không có muốn lấy đông trùng hạ thảo nước với lại sữa dê, mà cô muốn lấy cái 3 bịch kẹo sâm được không? 3 hộp kẹo sâm, nếu cô lấy không lấy detox đúng không? Ok, để con coi nha, con coi, con ghi lại cho cô. Hai cái mua cái một cái giảm cân đúng không cô? Một cái giảm cân, không lấy detox, không lấy gì hết, nghĩa là muốn lấy cái 3 cái kẹo sâm. Rồi để bên con, cô chia sẻ đi, cô chia sẻ để con coi như thế nào nha. Cô gọi, cô chia sẻ, cô đã sử dụng gì, sản phẩm gì của tụi con à? Cô mua của con, cô mua cái nấm linh chi, cô mua cái hộp nấm linh chi bự với lại cô đặt với lại hồng tâm đó. Yeah. Rồi cô mua cái bột rau củ quả nữa. Dạ. Cái nào cô uống cô cũng thấy tốt hết. Wow. Dạ. Vậy hả cô, như là sản phẩm nào của chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân là cô cho bao nhiêu điểm, từ 1 đến 10 à? Cho 10 điểm đó. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Vậy con sẽ nói ông sếp của con là cho đổi cho cô tất cả các món quà, lấy 3 hộp kẹo sâm mới được hay không nha cô. Con cảm ơn cô nhiều. Dạ con chào cô. Cô cũng cảm ơn con. Dạ. Bye bye con. Xin chào 801, Thanh Thúy xin nghe hả?
Dạ. À, chị em muốn mua cái thuốc gà thì chị. Diet rồi, chị mua bao nhiêu hũ hả? Một hũ. Một hũ thôi nha, một cái giảm cân rồi tặng cho chị cái detox nha chị. Ok. Rồi, chị chia sẻ đi để em có thêm quà cho chị. Chị có rồi rồi thôi bây giờ có em bé khóc rồi em tạo có gì bên em sẽ gọi lại cho chị nha. Rồi rồi, rồi, rồi em cảm ơn chị. Rồi bây giờ xin mời chị chia sẻ. Hello. Mời chị chia sẻ về sản phẩm của chương trình đi chị. Hello. Dạ. Cái đông trùng hạ thảo nano đúng không? Dạ. Dạ. Cũng đi làm thì sáng khỏe lắm. Ừ. Mà mỗi ngày chị uống một viên. Nó giữ cho mình nguyên ngày chứ là tối. Dạ rồi, cảm ơn chị hôm nay chị gọi vào và em tặng chị hai hộp đông trùng hạ thảo nước khi chị chia sẻ nha. Em cảm ơn chị. Dạ. Con có nhiều điện thoại gọi á. Dạ. Hello, thế chị xin nghe đây ạ. Dạ, detox 35 đồng. Hello, thế chị xin nghe đây. Dạ anh. Dạ, chào chị. Ok, hai anh, dạ em mua cái thuốc ạ. Chia sẻ giảm cân. Dạ, Dr. Choi. Rồi chị nói đi chị, em đang nghe đây. Em mua một hộp. Rồi em có ghi chị rồi, mua một cái đó từ cho được tặng cái detox nha. Rồi cảm ơn chị nhiều lắm. Rồi ok bye. Một lát nhân viên sẽ gọi cho chị nha để thanh toán. Ok ok, chào chị. Dạ con mời cô có thể chia sẻ được không ạ? À, cả xong mình cũng ăn qua trường lắm, ngon. Rồi giống như là nó khỏe. Mình thấy mình bà thường ngậm mình á. Nó đỡ lạc miệng mà nó khỏe người đó. Dạ. Dạ hả cô? Rồi con cảm ơn cô, con tặng cho cô hộp kẹo sâm nha. Như lời cô chia sẻ. Cái cảm ơn gì nữa? Cảm ơn thì cô mua đông trùng hạ thảo nano, con tặng cho cô các cảm ơn. Ồ vậy hả? Dạ, 10 người đầu tiên. Dạ. Vậy hả? Dạ. Rồi con cảm ơn. Dạ không ạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều, con chào cô. Và bây giờ mình chơi game với vị nha. Nãy giờ chắc lẽ quý vị đang chờ Thanh Thúy rất là nhiều đúng không ạ? Quý vị chuẩn bị sẵn sàng chưa à? Game thứ hai bắt đầu nha. Kể những thứ bạn thường nhìn thấy trước hiên nhà người khác. Kể những thứ bạn thường nhìn thấy trước hiên nhà người khác. Là gì là trước cái hàng ba đó phải không? Giống như trước cái hàng ba. Trước nhà, cái hiên nhà đúng rồi. Thấy cục vàng á. Em thì thường thấy ghế đá cũng ghế đá để ngoài đó. Ghế đá chỗ nhà giàu dữ vậy. Hoặc là ghế mây, hoặc là những cái ghế ta ưa để mà đó ta ngồi người ta không gió. Vậy quý vị thường thấy cái gì quý vị gọi cho Thanh Thúy nha qua số điện thoại là 1888 680 6689. 123 xin chào 408 à. Em thấy cái hộp mailbox à. Em thấy cái hộp mailbox đúng rồi nhưng mà không có trong đây. Hello, thế xin nghe đây ạ. Hello. Dạ, mấy cái thông linh à. Mấy cái phong linh là cái chuông gió đó. Phong linh, chuông gió, không có. Không có theo chương trình nha, cảm ơn chị. Không có nha chị. Ủa, cái tên đó chị chưa nghe. Em cái chuông gió đó. Hello, Thanh Thúy xin nghe hả? Dạ, em thấy cái giòi nước tưới cây. Cái giòi nước tưới cây, dạ không có. Hello, Thanh Thúy xin nghe đây ạ. Hello. Dạ, chào chị. Phải là bộ bàn ghế có cây dù. Bộ bàn ghế giống như biển á, cái đó là nhà giàu á, nhà cô với cô này. Cái này là biệt thự rồi. Biệt thự nhà. Không có. Cảm ơn chị. Nhà giàu á. Xin chào. Kể những thứ bạn thường nhìn thấy trước hiên nhà người khác nha quý vị. Hiên nhà là cái hàng ba. Cái nhà người khác á. Nói chung ở trước nhà được rồi. Hello, xin chào ạ. Thấy đi số nhà. Số nhà. Kể ô cái thứ ở số nhà. Dạ không phải. Có trước cái nhà thì được. Có cái số nhà. Dạ không có. Dạ dạ. Là không có nha cô nha. Kể những thứ bạn thường nhìn thấy trước khi nhà người khác. Hello, xin nghe đây. Chậu hoa, người ta chưng cái đó để coi chậu hoa. Chậu những hoa. Những cái chậu hoa để lên chân, dạ không. Có đó, có đó có lý nhưng mà không có. Có lý nhưng mà không theo đáp án nha. Dạ, nhà nào cũng có chậu hoa hết. Hello, Thanh Thúy xin nghe hả? Quý vị tìm cái khó được khó. Cái xích lô ơi. À xích lô hả cô? Xích lô đúng rồi cô. Cô cho con 4 số cuối của cô được không? Nhưng mà nó là chưa cái phải là câu trả lời chưa ưu tiên phải là nha. Câu trả lời ưu tiên con đâu. Bắt thêm 5 cái điện thoại nữa thôi. Số mấy cô ạ? 8511 rồi. Để hello, thấy xin nghe đây ạ. Tìm 5 người nữa, số đầu tiên rồi. Cái xích lô có người trả lời rồi. Có người trả lời rồi. Hello, thấy xin nghe à. Hello. Là cái gì cô? Kể những thứ bạn thường nhìn thấy trước khi nhà người khác. Là gì cô? Hello. Cô ơi là gì cô ạ? Rồi em chẳng. Rồi hello, xin nghe đây.
Alo. Dạ là. Cái gì cô? Trời ơi, cái bát quái mà cô nói là cái bát giới. Em không biết là cái gì. Dạ, cái bát quái thưa cô. Cái bát quái là để trừ tà đó, trừ để trước cửa nhà đó. Thì không thấy lâu lắm thì không thấy, đúng rồi, nhưng mà không có trong đây. Không có. Rồi. Cái bát quái nha. Không có cái bát quái. Phải bát giới. Và ba số nữa. Dạ, bóng đèn. Dạ, bóng đèn. À, bóng đèn, dạ không có trong đây cô ơi. Cũng có lý nhưng mà đúng không, rồi, không có. Dạ. Hello, thế hai số nữa, đấy. hai số nữa thôi. Khen hello. Tiếng luôn. Hello, xin nghe đây ạ. Hello. Quý vị ơi, quý vị tranh thủ nói giùm chúng ta. Anh có thanh tiếng. Em alo, không ai trả lời hết. Rồi, điện thoại kế. Thanh tiếng đó, quý vị ơi, xin chào điện thoại kế tiếp à. Thấy xe, thấy xe không? Xe dạ đúng nhà. Rồi, cái đó hay em nhưng hay, mà không có. Không biết bán. Đúng rồi, thì mình đúng rồi là xe. Hello, thấy nhiều xin nghe đây ạ. Hello. Dạ, chào cô. Dạ thùng rác rồi. Đúng rồi, thùng rác rồi, thùng rác nhưng mà cái thùng rác đúng nhưng mà cái xích đu trả lời đúng, trước nhưng rồi. Mà cho nhưng cái mà xích đu trả lời trước. Cái xích đu trả lời trước rồi. Cô có chị gái là ưu tiên thôi. Thùng dạ. Rác có trong đây nhưng mà cái xích đu trả lời trước rồi. Rồi. Cô bây giờ chỉ tìm người trả lời cái câu trả lời ưu tiên thôi nha vị. Thanh Thúy xin chào điện thoại kế tiếp à. Dạ, xin mời mời chị. Thanh Thúy xin nghe hả? Hello, Thanh Thúy xin nghe hả? Hello, Thanh Thúy xin nghe à? Hello, Thanh Thúy xin nghe đây ạ. À. Một điện thoại cuối cùng. Điện thoại cuối cùng nha. Cánh cửa. Cánh cửa, dạ đúng rồi nhưng mà không có công trong đây. Không phải theo đâu. Rồi, thôi một cái nữa thôi, một cái cuối cùng nữa thôi. Hello, Thanh Thúy xin nghe à? Cái cửa sổ hả chị? Dạ không có chị nha. Không rồi, có, dạ không có cửa sổ thì để trước nhà em, có không? Chắc để nghe gần gần cửa, gần cửa. Rồi quý vị, dạ. Cái câu trả lời đúng nhất là giày dép là ưu tiên. Giày dép là cái câu ưu tiên nhất. Ưu tiên là giày dép, sao xích đu và thùng rác nha quý vị nha. Nhưng mà cái người chúng là cái xích đu lúc nãy. Đúng rồi, 8511 xích đu nha. Và Thanh Thúy xin chúc mừng cái quý vị khán giả mà có 4 số cuối là 8511 là người thắng cái game thứ hai, đó là câu trả lời là xích đu. Nhưng mà câu ưu tiên là giày dép. Bây giờ quý vị đừng gọi nữa, khang tiếng thôi. Bây giờ gọi order mua giùm cho Thanh Thúy. Bây giờ ai mà gọi là phải order luôn nha quý vị nha. Và ngày hôm nay nãy giờ bà con gọi nhiều nhất là cái gì đó là cái thuốc giảm cân, thuốc cái dược thảo giảm cân. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị nào mà ai yêu mến sản phẩm đông trùng hạ thảo nano hoặc là cao cốt sâm hoặc là sâm menithol là ba cái sản phẩm giúp cho quý vị về hệ miễn dịch sức đề kháng rất là tốt. Thanh Thúy xin nghe ha, điện thoại kế tiếp à. Hello. Hello. Dạ con chào cô. Hello, chào chị Trần Tiểu Thân ạ. Dạ. Hôm nay cô order gì cô? Dạ có người chung. Cô ơi, tính hỏi là Thanh Thúy đang nói về trên đài đó là cái thuốc sụn nhà cá mập đó, sao không thấy quảng cáo nữa vậy? Dạ, sụn cá mập của tụi con là hết hàng luôn rồi. Không còn hàng nữa, bây giờ chỉ có sụn cá mập của dược sĩ Thu Thảo thôi. Cho nên á, nếu cô có muốn sử dụng cái đó đỡ không? Tại cô sử dụng cái này quen rồi. Rồi, không sao, không có mà, sao cô bây giờ, à. Bây giờ mua cái gì mà được tặng cái cảm ơn vậy? Ờ, có mua đông trùng hạ thảo nano cô ơi. Cô được tặng 10 cái đầu người đầu tiên được tặng cái cảm ơn. Đó là một cái đông trùng hạ thảo nano hiệu của công ty US Nutrilab. Thì cô được tặng là một cái chai 30 viên trị giá là 75 đồng. Cô được tặng chai một chai nghệ trị giá 35 đồng. Và một set của thuốc bổ nho là 119 đồng luôn. Và cô được cô chia sẻ, cô còn được sữa dê nè, được kẹo sâm nè, và được 10 người đầu tiên còn được cái cảm ơn này nữa. Nha cô, hiệu con voi nha, Nhật Bản. Là tổng cộng bao nhiêu tiền? Tổng cộng là 200 đồng mà cô được quà quá nhiều luôn rồi. Có 200 đồng thôi cô mà sử dụng tốt lắm, và con mê lắm cái sản phẩm này. Nha cô lấy giùm con cái này nha. Ok, để cô coi lại coi cái thuốc mà trùng cá mập là hôm trước cô mua, cô order 3-4 chai đó mà. Dạ. Bây giờ hết rồi phải không? Dạ hết rồi. Hết rồi cô ơi. Cô có cô có nghệ u con chưa? Bây giờ là cô mua thuốc nghệ không á thì
có tặng cho cô cái comment không? Dạ, cái comment này chỉ có công ty Đông trùng hạ thảo Nano họ cho thôi. Cái này là riêng cho Đông trùng hạ thảo Nano thôi cô à. Nha cô nha. Dạ. Vậy mình mua Đông trùng hạ thảo Nano thì mình mới được phải không? Đúng rồi, nhưng mà cô phải mua, cô mua là cô ghiền luôn, cô sử dụng cô thích luôn á. Tại vì xài tốt lắm, có đáng đồng tiền cô à. Đông trùng hạ thảo Nano dạ. Nha cô nha. Tại cô thuốc Đông trùng hạ thảo cô cần mấy hộp? Dạ xin chào cô ơi, cô order dạ, sản phẩm hả? Đông trùng hạ thảo Nano phải không cô? Dạ. À, cô dạ. Cô order cái đó. Rồi, hôm nay cô mua. Đây. Dạ. Hay nhà đây cô hỏi này hay. Dạ. Lấy cô gọi cô hai lần mà tại sao có ai cứ tắt máy của cô vậy? Dạ tại chứ lúc nãy chắc có người trúng rồi đó cô. Dạ rồi. Không phải cô hỏi dạ. Cô không có trả lời cô dạ vâng. Order dạ rồi. Mà sao kỳ vậy, có bữa rồi bành máy cho cô nghe nữa. Ồ vậy đó hả? Vậy chắc cô là gọi lộn số chứ thường tụi con có không cái phải, không có. Cô gọi mà mấy người rồi có thể là có cái vài chục chặt gì đó, con sorry cô nha. Bây giờ cô mua một cái đông trùng hạ thảo Nano nè. Cô được tặng cái 30 viên, cô được tặng cái nghệ, cô được tặng một cái hộp thuốc bổ nho, cô được tặng cái sữa dê. Cô được tặng cái rào mên chia hai cái đông trùng hạ thảo nước khi mà cô chia sẻ trong chương trình. Thôi bây giờ đứng cho cô cái đông trùng hạ thảo nước tại vì cô còn đó. Chị con tặng cô cái kẹo xăm. Gói, hai gói kẹo đi. Hai một gói kẹo à thưa cô. Một gói kẹo thưa cô. Dạ. Dạ. Rồi con ghi cho cô nha. Dạ con cô chia. À, cô ơi cô thông cảm giùm cho con nha. Tại vì á là hai hộp thuốc bổ nho. À lộn sorry, hai hộp đông trùng hạ thảo nước chỉ được đổi một cái hộp kẹo xăm thôi. Yeah. Mà hôm nay con tặng thêm cho cô cái rầu mơ nữa. Chứ đơn giản là không có. Dạ. Yeah. Rồi cô chia sẻ về những sản phẩm của chương trình đi cô. Cô uống cái đông trùng hạ thảo á, yeah. Nano nó rất tốt lắm, nó khỏe lắm con. Dạ. Yeah. Mà nó ngủ sâu nữa, mà nó ít đi tiểu đêm nữa. Dạ. Yeah. Con thích lắm. Bởi vì gần hết nè, cũng phải mua liền nè. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi hôm nay con cảm ơn cô gọi vào và phải có nhân viên gọi cho cô nha. Cô thích Thái Nhật lắm. Cô hay xem chương trình của Thái Nhật phỏng vấn với nghệ sĩ đó, cô thích lắm. Dạ, con cảm ơn cô nhiều đã thương chương trình của con, Jimmy Show. Dạ, rồi. Dạ, con một lát nhân viên sẽ gọi cho cô nha. Một lát nhân viên sẽ gọi cho cô, con cảm ơn cô. Dạ mời chị Thúy. Dạ em mời anh à, anh chia sẻ được không à? Hello, chương trình. Dạ. Tôi uống Anytime đó, tôi thấy ngủ được, cái đó ngủ rất là tốt. Dạ, ngủ tốt anh. Tầm Anytime đó. Dạ. Hello. Rồi anh đã bị mất ngủ lâu chưa à? Bà xã tôi uống cái đó, bà nói bạn cứ ngủ rất là tốt. Dạ. Ok anh, rồi bây giờ thể Thanh Thúy tặng cho anh thêm MV với lại anh không lấy sữa dê rồi, MV với lại kẹo xăm nha. Để anh đi phải bỏ xa đúng không mà, bên em sẽ gọi lại cho anh nha. Nha anh nha. Rồi em cảm ơn anh nhiều. Cô ơi, hôm nay cô mua nghệ Ucon thì cô mua một sẽ được tặng cái bột rau củ quả nha. Nếu mà mua hai sẽ được tặng hai cái rau củ quả với một cái Dr. Chay nữa. Dạ, cái nghệ Ucon này là 90 đồng cho một hộp, gồm có 100 viên. Dạ, cô muốn mua bao nhiêu ạ? À, 35 đồng là cái nghệ, không có nghệ 35 đồng. US Nutrilab là 75 đồng, phải không? 35 đồng. 35 đồng, dạ, 35 đồng cho cái nghệ US Nutrilab. Thì hôm nay mua 2 sẽ được tặng 1. Dạ. Vậy con ghi cho cô cái order đó nha. Hello, Thanh Thúy xin chào 626 à. Cô ơi. Dạ, ba. À dạ không có à, mua 2 tặng 1 nha cô. Rồi. Dạ rồi, cảm ơn cô. Mời chị Thúy. Dạ, nếu mà cô mua 30 viên thì là 1 tặng 1 đúng rồi cô à? Dạ, nếu 30 viên là 1 tặng 1 là không có. Thì chắc ơn tặng cho cô thêm, cô chia sẻ con tặng cho cô hộp kẹo xăm nha. À dạ, vậy chắc có cái gì kêu bằng cái gì mà thay nữa đó. MV gì đó. Nếu mà cô không lấy, nếu mà bây giờ cô muốn mua cái đó không? Cô dạ. Cô muốn mua cái đó hả? Cô muốn mua cái đó không? Thì hiện giờ mình thôi vậy đi nha. Cô hôm nay đi cô mua một tặng một, con tặng cho cô cái đó luôn đi, chia sẻ. Nếu cô không lấy cái gì hết luôn nha cô, không lấy một cái sản phẩm nào cả thì mua một tặng một, con tặng cho cô cái đó luôn nha. Cô chia sẻ giùm cho con đi. Dạ. Chia sẻ bởi vì cái MV đó đó cô có xài rồi. Dạ. Mà cái da khô đó
xích giò á, nó tốt quá đi. Dạ. Nó giống như là nó đỡ ngứa lắm. Đúng rồi, nó chuyên trị cái đó mà cô. Nó chuyên trị cái đó dạ. Mà dạ, đúng rồi. Rồi. Bây giờ cô là tặng cái đó thôi, khỏi không có cái gì khác. Dạ không, từ cái đó là tụi con không có, đáng lẽ tụi cô không có nhà tài trợ nào không có tặng cái đó. Có nghĩa là bây giờ tụi con móc tiền túi ra lấy đưa cho cô á, cho nên là tụi con không thể là tặng cái nào khác cả. Dạ. Vậy cô lấy hai phần nha, mà hai cái đó nha. Dạ được rồi, mua hai phải không ạ? Mua hai tặng hai. Rồi cô. Rồi nha cô ơi. Dạ. Hai cái đó luôn, lát nữa có ai gọi lại. Dạ có người gọi cho cô. Rồi con cảm ơn cô nhiều ạ. Và bây giờ mình chơi game thứ ba với vị, quý vị trên chờ lo lắng rồi. Bây giờ chuẩn bị chơi vị ơi, chuẩn bị bắt điện thoại gọi hào hạc giùm cho Thanh Thúy nha. Câu hỏi thứ ba đó là việc gì người ta có thể làm ở nhà nhưng vẫn ra tiệm, chết rồi không đủ thời gian. Việc gì người ta có thể làm ở nhà nhưng vẫn ra tiệm. 1, 2, 3 gọi vào giùm cho Thanh Thúy nha qua số điện thoại 1-888-680-6689. Việc gì người ta có thể làm ở nhà nhưng vẫn ra tiệm, em thấy thường làm gì? Chắc làm móng. Làm móng mà đúng rồi. Không, không có lý, nhưng mà đúng không vậy? Đúng, không biết. Đúng nói. Hello, Thanh Thúy xin chào. Thanh Thúy xin nghe à? Hello, xin nghe. Thanh Thúy xin nghe. Làm việc nhà. Dạ không à, không có nhà cô nha. Ra tiệm. Rồi. Hello, thấy gì xin nghe đây ạ? À? Hello. Nói phone. Nói bao thò, dạ không có. Dạ, rồi, Thanh Thúy xin nghe hả? Mình giờ không giải thích nữa, mình không còn đủ giờ. Thanh Thúy xin nghe à? Nói chị, cái toán đó, tính toán. Rồi, không có nha chị. Rồi, Thanh Thúy xin nghe đây ạ. Hello. Biết mình trả lời đúng dùng cho Thanh Thúy hết vậy? Đúng rồi. Tóc đầu, hay quá. Rồi, cho em xin cái phone của chị nha. Rồi, có người chiến thắng rồi, Thanh Thúy mừng quá. Mấy chị hết giờ rồi. 7866. Ồ trời chị này nào cũng chung. Cảm ơn chị. Rồi một lát nhân viên sẽ gọi cho chị. Rồi chào chị. Rồi. Cùng với câu hỏi đó là kết thúc chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị. Và xin hẹn gặp lại về chương trình ngày mai. Thưa quý vị, 1500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1-2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá bồi dưỡng sức khỏe thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nên nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999.